Hello mọi người, hôm nay mình sẽ review một chút xíu về cái máy xay cà phê. Máy xay cà phê đây là máy xay của công ty AutoShop phân phối, có tên là máy ProMix. Tiếp theo là cái phần răng. Cái phần răng ở đây là cái phần mà mình sẽ điều chỉnh cái xay hạt cà phê, độ mịn, độ thô của cà phê ở đây. Rồi hôm nay là bắt đầu em sẽ xay cái cà phê này ra cho các anh chị mình xem nhé. Tốc độ ra cà phê rất là tốt rồi mọi người. Rồi phần cà phê mình đã xay ra xong. Theo là mình sẽ nhờ một bạn barista, bạn sẽ lấy cà phê và sẽ chiết xuất cái espresso ra cho các anh chị mình xem ạ. Ở đây thì hồi nãy em đã hướng dẫn mọi người về cách lấy cà phê cực đơn rồi. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn mọi người lấy về cà phê cực đôi. Cực đôi của mình lấy thì mình sẽ để sát vô. Rồi. Và lúc này mình sẽ không gạt lõm nó nữa mà mình sẽ gạt ngang nó. Mình sẽ vệ sinh nó. Tiếp đến mình sẽ dùng tempo để mà cố định mặt cà phê. Và sau đó mình sẽ nén nó. Mình nén với lực nén là từ 10 cho đến 13 kg và nén ở góc 90 độ. Rồi. Mình sẽ chuyển cho các nhau. Mọi người thấy khi mà để thẳng vậy á, hai bên nó sẽ chạy đều, không phải là một bên chạy nhanh, một bên chạy chậm. Cái máy xay cà phê nó cũng góp phần vào cái chất lượng một ly espresso của mình khá là nhiều nha các anh chị nhé. Tại vì khi mà cái hạt cà phê nó bị sinh ra nhiệt và ảnh hưởng tới cái chất lượng của cà phê cũng là do một phần là do máy xay. Khi mình kết hợp là ở một cái máy pha cà phê tốt phải đi cùng với lại một cái máy xay tốt và cái cà phê của mình phải sử dụng tốt thì nó mới cho mình ra một cái ly espresso đạt được hiệu quả và chất lượng ạ. Ở đây là cái phần sau của phần review của mình về cái máy xay kết thúc và chúc các anh chị có một ly cà phê thật là ngon miệng ạ.